Buổi hôm nay tôi xin được hướng dẫn mọi người cách ẻ phá khóa mật khẩu cho những máy chạy hệ điều hành Win 7 khi có mật khẩu không sử dụng đèn USB. Thì trong lúc này các bạn có thể không thực hiện các bước 100%. Như các bạn có thể như anh thấy quan sát là đã có đặt mật khẩu, tuy nhiên khi mà bị quên cái này ra không vào được. Chúng tôi sẽ giả tưởng tôi như tôi đã quên mật khẩu. Hiện tại tôi vẫn biết mật khẩu để vào tường máy, nhưng tôi xin được làm clip này để hướng dẫn cách thức phá. Thì mật khẩu đã được cài đặt sẵn, và buổi hôm nay chúng tôi xin được hướng dẫn mọi người cách bẻ khóa, phá khóa mật khẩu khi đường đường bị quên như này mà không cần phải sử dụng USB. Để trong quá trình phá mật khẩu sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Video này xin được bắt đầu. Quan sát là hiện tại đang có mật khẩu, khi mà bị quên thì chúng ta sẽ không vào máy. Đấy, thì sau đây video này xin được dẫn thức phá. Sau thì trước tiên ta sẽ phải khởi động lại máy. Đến bước khi máy hiện trên trang Windows, hãy khi sử dụng máy tính bàn nhấn nút reset để máy tự động khởi động lại. Nếu sử dụng laptop thì nếu sử dụng máy xách tay thì hãy thì sẽ có thể giữ đúng nguồn gửi đắt. Bạn chọn cho mình loại chọn Start Launcher Repeat để máy tự động vào phần sửa chữa. Để đây coi là Win chúng ta đang có sự cố khi khởi động vào. Và nếu mà sử dụng thì cách thức để có thể lắp được máy cùng máy khi mà đang khởi động có thể là rút điện ra cũng được, lắp đi cũng được này, hoặc là khuyến nghị là có thể bấm giữ nước nguồn trên khi máy tắt máy sập thì ta sẽ bật lại. Và khi nào nó mình nhìn thấy giao diện mà để nó vào sửa thì ta sẽ vào Start Repeat. Như chúng ta đang quan sát là máy chúng ta đang ở quá trình sửa chữa, thì quá trình này cũng có thể mất một khoảng thời gian lâu. Tùy thuộc vào thời gian, một số khả năng phải mất tầm 5 đến 10 phút thì mới thì có những trình thì mới xong thì mới đợi xong, hoặc một số máy thì có thể dưới 5 phút cũng đã xong. Một số đôi lúc nó sẽ hỏi là có muốn khôi phục máy bằng cách System Restore không. Nên có thể Restore hoặc là một máy khi mà giao diện sửa này nó sẽ không có hỏi. Có thể đây là nguyên nhân do là khi các bạn đã thiết lập System Restore thì lúc mà vào rất tiết nó mới hỏi, nhưng nếu không có thì chắc chắn là nó sẽ không có hỏi. Như anh quan sát là ở bên đang sửa cũng có thể phải mất một chút thời gian để nó xong xuôi. Tôi xin đôi được một số việc như sau. Đây, khi mà các bạn đã sau trường hợp xảy ra bẻ khóa mật khẩu khi mà các bạn lâu ngày không sử dụng thiết bị này, ví dụ như máy, có thể dẫn đến tình trạng quên mật khẩu, hoặc một số bạn quên thư ký mật khẩu cũ thì sẽ hiện tượng này, hoặc khi bị bố mẹ đặt mật khẩu để không cho các bạn những đặc biệt nhất những cái người để không cho các bạn sử dụng máy
Một số người thực ra là đã có hồi bé mình có bị đặt người thân đặt cầu để không cho ai vào, với trường hợp đó không thể vào được. Vì vậy là đây là một cách để có thể phá khóa mật khẩu, và từ đó là vô tải máy thoải mái có thể tục sử dụng. Việc cập nhật là gì các bạn thì sẽ không ảnh hưởng bất kỳ dữ liệu gì hoặc với gì của các bạn ấy, với cả ứng dụng thì tất cả mọi thứ sẽ vẫn còn nguyên sau khi ta phá mật khẩu xong. Quá trình này cũng khá là lâu, mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi. Trong quá trình đó, mọi người có thể tranh thủ uống một cốc ly nước, hoặc là các bạn ăn uống gì đó trong quá trình đợi, hoặc các bạn tranh thủ xem gì đó thoải mái luôn, xem TikTok hay YouTube gì đó trong quá trình chờ đợi, vì ngồi chờ này cũng khá là lâu. Khi bạn không thể chờ đợi được, mình khuyến nghị là bạn nên làm những việc mình theo mọi mà chúng tôi được nói, là mọi người có thể là xem gì cũng được để cho quá trình, để tránh trường hợp mất thời gian nên có thể làm được thực hiện những việc đấy. Các bạn có vấn đề gì khi bẻ khóa mật khẩu hãy nhớ để lại bình luận cho chúng tôi để hỗ trợ thêm. Mọi người hãy nhớ đã subscribe để phụ bình thêm nhé, hộ chúng tôi thêm. Như mình hiện nay nếu có vấn đề gì hãy nhớ để bình luận cho mình biết và mình sẽ cùng đầu tư một cách giải thích.
Rồi sau quá trình chờ đợi thì đang gặp phải lỗi này, tức là nó sẽ không thể sửa được. Với chương trình các bạn vào trong YouTube đi theo từ bạn nhào xuống với bạn cái này để đường link này. Tuy nhiên khi bạn xem các phim sẽ không có thể xem được cái đường link này các bạn. Rất tiếc là khi mà các bạn thấy cái đường link này thì các bạn không thể nào xem thông qua như thế này được. Ca bản đây là phần sửa chữa, bạn không thể làm một số việc khác. Vậy thì này, bạn bảo cái chỗ phần này này, vì sao mình không bấm cái nút repeat. Ca bản vào kia nó sẽ đòi một khẩu, bạn có thể quan sát. Tí nữa mình cũng lại xem sau. Bây giờ ta sẽ repeat này, bạn file trong open sẽ được xếp áp được các bạn. Mình sẽ vào ổ C của ra và cho mình tui Windows này, đến file sinh 32 các bạn vào cho mình C và chọn all file nha các bạn. Vậy C.exe đây là cái file ta sẽ cần sử dụng đến. Đấy, các bạn kéo xuống đến cái chữ sờ này, cái ký hiệu sờ ở đầu. Các bạn cố gắng kéo lên kéo xuống để tìm cái chữ CNHG. Để đến cái CE này các bạn. Do các bạn tìm được cái chữ này. Chọn rename. Ta sẽ có thể rename mình. Đấy, xem được. Sau đó kéo lên ta tìm CMD bảng nhắc lệnh. Đi lên lại hành xe theo xe. Đó. Vậy là cũng đã xong rồi. Bây giờ cách thức làm như vậy, bây giờ sẽ đóng hết lại. Rồi bây giờ mình xin giải thích tại sao mình không có vào cái trang kia. Ở đây có thể vào được, tuy nhiên là sẽ vẫn hỏi một khẩu mà có thể vào cho mình. Đấy thì đây là chi tiết để cũng chỉnh sửa. Đấy thì bây giờ các bạn bấm finish là tắt, nó sẽ tắt máy. Các bạn phải bấm cho mình nút cancel cho để từ đấy nó mới khởi động lại máy. Hoặc đây thì mình sẽ các bạn quan sát là một chỗ ngưng cái này thì đây nó sẽ vẫn đo mật khẩu đó, các bạn có thể biết vẫn đo mật, nhưng mà chúng ta quên thì không thể nào dùng vào cái đấy được, thì ta sẽ khởi động lại máy luôn. Vậy là cách thức phá mật khẩu cũng như này thôi, rất đơn giản. Chúng ta sẽ chờ cho máy nó vào win rồi sau đó tiến hành tiếp tục rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn phím shift 5 lần. Đó, và bảng nhắc lệnh chúng ta sẽ hiển thị ở đây. Chúng ta sẽ cái cách thì sau các bạn gõ cũng đơn giản thôi, các bạn chọn cho mình net user này các bạn, net user. Sau đó các bạn gõ tên của các bạn vào. Nếu tên của bạn có dấu cách thêm dấu ngoặc kép vào.
Đấy mình nhắc lại, đây cách tương tưởng bạn chọn nét từ sờ, nét từ sờ. Sau đó bạn một kép vào này. Đấy. Gõ tên tài khoản của bạn. À, các bạn đang bị quên mật khẩu. Sau đó các bạn 1 2 3. Đấy, 1 2 3 các bạn. Đó là mình sau khi nhập tên của bạn, các bạn gõ số cách cho mình. Rồi nhập mật khẩu mới vào, mình từ mật khẩu mới sẽ được không các bạn. Đó. Từ đấy các bạn đặt mật khẩu mới vào là thành công các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn xem.